Rồi, xin chào các bạn nhé. Quay trở lại với video ngày hôm nay, tiếp tục với những cái hướng dẫn hay, mẹo hay ở trên điện thoại. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái tình trạng là các bạn ở trên Facebook của các bạn không có cái phần cài đặt và quyền riêng tư nhé. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn khắc phục thôi. Rồi, đầu tiên thì các bạn hãy vào Facebook của các bạn cho mình nhé. Rồi, như bình thường ấy thì nếu mà các bạn vào phần Facebook, cái phần cài đặt và quyền riêng tư của các bạn ấy nó sẽ ở bên cái dấu, cái này thì nó rất là quen rồi. Vào thao tác ở cái mục nào ở trên Facebook thì các bạn cũng phải thông qua cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Các bạn chọn là dấu ba gạch này. Đó, như của mình ở đây thì đang có cái phần cài đặt và quyền riêng tư rồi. Trường hợp là những bạn nào mà mình hướng dẫn là những bạn nào mà không có cái mục này nhé các bạn nhé, không có cái mục cài đặt và quyền riêng tư này thì các bạn hãy thực hiện cho mình như sau nhé. Rồi, đầu tiên thì các bạn hãy chọn xuống này, các bạn hãy chọn xuống phần đây, các bạn click xuống hết này. Đây này, các bạn đợi một chút nhé. Đây. À đây đây. Các bạn chọn một phần là trợ giúp và hỗ trợ này. Ok, mình quên. Trợ giúp hỗ trợ nhé. Ok, các bạn hãy chọn cho mình cái mục là báo cáo sự cố này. Rồi. Nó sẽ hiện ra cái mục là báo cáo sự cố kỹ thuật. Các bạn hãy chọn tiếp cho mình vào phần báo cáo sự cố ở đây. Và nó, các bạn đợi chuyển sang một cái giao diện mới. Ok, các bạn tiếp tục cái phần là thêm và báo cáo. Rồi, đến cái giao diện tiếp theo là chọn sản phẩm. Thì ở đây các bạn gặp phải cái lỗi là các bạn không có cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Thì các bạn hãy kéo lên cho mình. Các bạn kéo lên cái mục là quyền riêng tư ở đây, ở ngay bên dưới nhóm mua và bán các bạn nhé. Đó, các bạn hãy click vào cho mình. Ok, thì trước tiên các bạn đến phần này thì các bạn hãy chụp ảnh cái phần giao diện trong cái mục là bên cái phần ba gạch ấy. Các bạn khi mà các bạn xuống chuyển sang cái giao diện cài đặt của riêng tư ấy, các bạn hãy chụp ảnh cái phần là không có cái giao diện đó các bạn nhé, không có cái mục cài đặt của riêng tư đó, các bạn hãy chụp ảnh cái trang đó nhé, chụp màn hình ấy. Rồi các bạn hãy đính kèm ở đây, các bạn hãy chọn thêm ảnh ở phía bên dưới này. Đó, các bạn hãy chọn thêm ảnh ở bên dưới này. Đó, sau đó các bạn áp vào đây. Tại bên đây mình chỉ ví dụ thôi. Rồi, vào cái phần mô tả sự cố này, các bạn hãy gõ cho mình hoặc là các bạn hãy nhập cho mình là sau. Xin chào Facebook, hiện tại trên giao diện trang cá nhân của tôi không có mục cài đặt và quyền riêng tư. Đó, tôi đã khắc phục nhiều lần và vẫn không được. Đấy, mong Facebook hỗ trợ lại tôi bật lại mục cài đặt và quyền riêng tư. Xin cảm ơn. Đó, thì các bạn hãy viết nội dung như thế, đó, đúng như mình vừa đọc. Hoặc là các bạn có thể viết ngắn gọn làm sao cho nó nổi lên được cái nội dung là không có mục cài đặt và quyền riêng tư và nhờ Facebook hỗ trợ các bạn nhé. Đó, cách này thì mình đã thực hiện và mình cũng đã hướng dẫn cho một số bạn. Của mình thì mình chưa bị mất cài đặt quyền riêng tư bao giờ, nhưng mình đã hướng dẫn cho một số bạn gửi cái báo cáo sự cố này đến Facebook, đội ngũ support của Facebook, và đã thành công các bạn nhé, nên mình mới hướng dẫn các bạn. Thì các bạn hãy cứ thực hiện theo các bước của mình hướng dẫn vừa rồi. Đấy, hướng dẫn trên đây thì hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn, những bạn nào mà đang gặp phải cái tình trạng là không có mục cài đặt và quyền riêng tư trên Facebook thì các bạn hãy thực hiện nhé. Rồi, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì nhớ cho mình một nút đăng ký kênh, like video và chia sẻ cho bạn bè được biết nhiều hơn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần tới của mình nhé.